Việt Nam từ trước tới nay chứ không phải là
cao nhất. Cảm ơn anh rất nhiều đã đến chính trong giai đoạn tiên nha. Và Ngọc Tiên hy vọng rằng đó là một trong những cái tín hiệu để chúng ta có thể tiếp tục nhận thấy không chỉ là con số 5 mà còn hơn con số 5 nữa, có thể 1, 2, 3, 4 gì đó, để chúng ta cùng nhận thấy không chỉ là lực mặt 4 mà thêm lực mặt khác nữa. Dạ xong rồi đúng không ạ? Vậy thì sau đây Ngọc Tiên xin được phép mời anh Lý Hải, trước khi chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi của các anh chị phóng viên dành đến với các diễn viên cũng như là anh Lý Hải và ekip cũng như là nhà sản xuất. Xin được mời anh Lý Hải cùng với chị Minh Hà cùng với các diễn viên, chúng ta sẽ cùng